trên đường chinh phục đam mê, bụi bẩn và nắng nóng làm da đầu tôi dễ bị nhờn ngứa. Nhưng tôi đã có cách đột phá mới, dầu gội buông khoáng mát lạnh Nivea Men. Hoạt động như nam châm hút sạch nhờn và bụi bẩn mà không lo khô tóc và da đầu, không nhờn ngứa. Tôi luôn sẵn sàng, dầu gội buông khoáng đầu tiên tại Việt Nam của Nivea Men.